Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng Dược Sĩ. Và hôm nay thì tôi chia sẻ mọi người 6 loại vitamin có thể giúp chúng ta làm giảm được các loại cơn đau khi chúng ta kết hợp với các loại thuốc giảm đau khác. Và cái hiệu quả nó sẽ tăng lên hơn rất là nhiều. 6 loại vitamin chúng tôi muốn nhắc đến hôm nay đó chính là vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D và vitamin E. 6 loại vitamin này có thể giúp chúng ta làm giảm được cảm giác đau nhức mỏi. Đặc biệt là khi chúng ta kết hợp với các thuốc giảm đau khác thì cái hiệu quả của nó tăng lên rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Khi mà chúng ta bị đau nhức, đặc biệt là đau ngoại vi như đau đầu, đau răng, đau cơ, đau thần kinh, đau mình mẩy v.v. thì chúng ta vẫn sử dụng đến các thuốc gọi là thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm. Và cái này, điều này thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên là gì ạ? Để làm thế nào để làm tăng hiệu quả cho những loại thuốc này? Hoặc là gì ạ? Chúng ta kết hợp với những loại thuốc nào hoặc là kết hợp với những thuốc nào để làm giảm đi liều lượng của các loại thuốc hạ sốt giảm đau chống viêm này? Vì chúng ta biết rằng là thuốc hạ nhóm thuộc nhóm hạ sốt giảm đau chống viêm thì nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là thuốc tác động lên hệ thống đường tiêu hóa. Và để các bạn có thể làm tăng được cái hiệu quả giảm đau cũng như là có thể làm giảm đi được cái liều lượng ta sử dụng thì các bạn có thể sử dụng 6 loại vitamin sau. Đầu tiên đó là vitamin B1. Vitamin B1 hay chúng ta thường gọi đến là thiamin. Thiamin thì nghe rất là quen rồi đúng không ạ? B1 rất là quen rồi, nhưng thông thường là chúng ta chỉ biết đến trong trường hợp là vitamin B1 nó sẽ làm gì ạ? Nó là cái thành phần của các loại enzyme và coenzyme giúp chuyển hóa và tạo năng lượng trong cơ thể, hoặc là làm tăng chuyển hóa glucid đúng không ạ? Nên hay dùng cho những người nào mà gì ạ? Thiếu B1 thì không nói rồi ạ. Và những người bị đau thần kinh đúng không ạ? Hoặc là những người gì ạ? Có khả năng ăn uống kém ấy, tức là không có cảm giác muốn ăn ấy, thì chúng ta cũng sử dụng B1. Thế nhưng là gì ạ? Vitamin B1 cũng có khả năng làm giảm các cơn đau, đặc biệt là đau tê nhức thần kinh. Bởi vì vitamin B1 nó tham gia vào quá trình làm cho quá trình dẫn truyền xung động thần kinh tốt hơn, vì nó tham gia vào quá trình hình thành cái sợi vỏ bọc myelin, làm cho quá trình dẫn truyền thần kinh diễn ra thuận lợi hơn. Thứ hai, ngoài cái vai trò là nó làm tăng dẫn truyền xung động thần kinh thông qua cái việc nó giúp hình thành cái sợi vỏ bọc myelin, thì nó còn có tác dụng là gì ạ? Hạn chế quá trình hình thành axit lactic. Vì axit lactic này nếu mà nó ngưng tạo ra, nó ngưng tụ ở trong cơ ấy, thì nó sẽ gây mỏi và đau cơ. Ngoài axit lactic ra thì vitamin B1 cũng có tác dụng là ngăn ngừa hình thành các chất cặn bã. Và chúng ta biết rồi, khi mà chất cặn bã này nó tác động cơ thể thì nó cũng có thể gây ra những cơn đau. Ngoài ra thì nó còn ngăn ngừa sự tích tụ của glutamate, một chất mà nó có thể gây nên tổn thương dây thần kinh. Và đương nhiên rồi, khi tổn thương dây thần kinh thì chúng ta có thể cảm thấy đau đúng không ạ? Vì đầu chính các sợi ngọn đầu các sợi ngọn dây thần kinh cảm giác thì đó là nó sẽ tạo ra cái cảm giác đau. Cái loại vitamin thứ hai chúng tôi muốn nhắc đến đó là vitamin B6. B6 thì được gọn còn gọi là pyridoxine. B6 thì chúng ta cũng biết rồi, nó tham gia vào rất nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Và nó cũng giống như vitamin B1 thì nó cũng giúp gì ạ? Cũng tạo giúp hình thành cái sợi vỏ bọc myelin. Và khi sợi vỏ bọc myelin chúng ta được đảm bảo hình thành và mà nó có độ bền chắc thì cái quá trình dẫn truyền thần kinh nó mới diễn ra thuận lợi. Và khi mà quá trình dẫn truyền thần kinh diễn ra thuận lợi thì gì ạ? Cơ thể chúng ta có thể gì ạ? Là không còn cảm giác về đau mỏi nhức nữa. Và điều đặc biệt thứ hai đó là ngoài cái việc là gì ạ, tham gia vào quá trình dẫn truyền xung động thần kinh ra, thì vitamin B6 còn có vai trò trong cái việc là gì ạ, kích hoạt để sản sinh ra serotonin. Và các bạn biết rồi, serotonin có thể nói là một hormone hạnh phúc, và khi nó là hormone hạnh phúc được hình thành thì đương nhiên các cái cảm giác đau mỏi là cái cảm giác không hạnh phúc đấy nó sẽ cũng được giảm đi. Ngoài ra thì vitamin B6 còn tăng sản sinh ra GABA, một cái chất trung gian hóa học có vai trò rất quan trọng đối với quá trình dẫn truyền thần kinh, và từ đấy cũng giúp chúng ta giảm đau.
Cái vitamin thứ ba tôi muốn chia sẻ đến mọi người đó chính là vitamin B12. Vitamin B12 hay còn gọi là cyanocobalamin. Và vitamin B12 thì chúng ta thường biết đến nó là có vai trò gì ạ? Nó chính là của nhân của hem, đúng không ạ? Hemoglobin, nó giúp hình thành cấu tạo hồng cầu. Tuy nhiên thì ngoài cái tác dụng là nó tham gia quá trình cấu tạo của hồng cầu da, thì vitamin B12 còn có vai trò làm tăng dẫn truyền trung động thần kinh, cũng thông qua cái việc gì bảo vệ và hình thành sợi vỏ myelin. Và từ đấy thì nó sẽ làm giảm được rất nhiều cảm giác đau, như là cảm giác đau lưng mạn tính do sự chèn ép thần kinh này, như là do giảm đau cổ vai gáy mạn tính này, với những cảm giác rất là khó chịu như là tê bì này, hoặc là thậm chí là gì ạ, chúng ta không còn có cảm giác nữa. Thứ ba là gì ạ? Nó có thể làm giảm đau dây thần kinh do đau dây thần kinh số 5, số 9, vân vân. Tất cả những điều này thì những cái bệnh nào mà liên quan đến sự chèn ép hoặc sự tác động của hệ thống thần kinh thì vitamin B12 nó sẽ có tác dụng làm giảm và cân đau đó, do nó khả năng gì ạ? Giúp cho quá trình dẫn thần kinh được tốt hơn. Vì chúng ta hiểu bản chất những trường hợp này là gì ạ? Đó là do cái việc mà cái dẫn truyền thần kinh này nó không được diễn ra thuận lợi mới gây đau. Rồi khi nó đã được diễn ra thuận lợi rồi thì tất cả cảm giác đấy nó sẽ được mất đi. Có lẽ rằng là vitamin B1, B6, B12 với những chế phẩm thông thường chúng ta vẫn gọi là 3B thì có lẽ mọi người quen thuộc hơn. Sau đây là 3 loại vitamin mà chúng ta ít biết đến hơn với vai trò giảm đau. Đó là vitamin C. Vitamin C thì chúng ta thường biết đến nó với vai trò là nó là một chất chống chất oxy hóa rất là mạnh đấy. Và từ đấy nó giúp cơ thể chúng ta chống oxy hóa, tăng cường bền vững thành mạch và tăng hấp thu sắt 2+. Hôm nay thì tôi chia sẻ một điều rằng là ngoài những cái tác dụng đấy ra thì vitamin C còn có tác dụng giảm đau. Chúng ta vẫn biết rằng là mỗi một cá thể con người ấy thì có một cái ngưỡng chịu đau khác nhau, không ai giống ai cả. Và vậy thì tại sao lại có sự khác biệt đấy? Tại vì trong cơ thể mỗi một người chúng ta ấy thì nó đều có một cái chất được sản sinh ra bởi cơ thể đó. Và cái chất đấy nó có tác dụng là làm giảm được mức độ đau, hay còn gọi chúng ta gọi là các chất giảm đau tự nhiên. Và tất nhiên là nó sẽ tự sinh ra trong cơ thể chúng ta, cơ thể tự sinh ra. Và mỗi một cơ thể thì nó cái lượng, số lượng, chất lượng sinh ra nó sẽ là khác nhau. Và vitamin C thì nó lại có vai trò là giúp hình thành nên cái chất đó. Do đó là nếu chúng ta sử dụng vitamin C thì cái chất giảm đau tự nhiên đấy nó sẽ được hình thành nhiều hơn. Và đương nhiên là gì ạ? Khi nó là chất giảm đau tự nhiên được hình thành nhiều thì các cơn đau trong cơ thể chúng ta nó sẽ cũng được giảm đi. Chúng ta vẫn biết đến vitamin C với những vai trò tôi vừa kể trên. Tuy nhiên thì với vai trò giảm đau thì có lẽ là rất nhiều người lần đầu mới nghe, đúng không ạ? Vậy tại sao lại như thế? Chúng ta vẫn biết rằng là mỗi một cá thể chúng ta ấy thì sẽ có cái ngưỡng đau, ngưỡng chịu đau khác nhau. Tại sao các cá thể khác nhau thì có ngưỡng chịu đau khác nhau? Đó là trong cơ thể chúng ta thì luôn hình thành một chất gọi là chất giảm đau tự nhiên, ví dụ như là endomorphin hoặc là calcitonin. Và những cái chất giảm đau tự nhiên này được hình thành trong mỗi cá thể khác nhau thì nó sẽ là khác nhau. Vì nó khác nhau cho nên người này có thể chịu đau tốt hơn, có thể là còn người kia thì chịu đau thì kém hơn. Và vitamin C thì có vai trò giúp hình thành các chất giảm đau tự nhiên này. Do đó nó có vai trò gì ạ? Làm giảm được các cơn đau trong cơ thể. Vitamin thứ 5 tôi muốn giới thiệu đến đó là vitamin E, hay còn gọi là tocopherol. Chúng ta biết rất nhiều rồi. Vitamin E thì chắc là rất quen thuộc, đặc biệt là đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ trên 30 tuổi. Vì vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm rất tốt. Và nhờ cái vai trò chống viêm tốt cho nên khi phản ứng viêm không được diễn ra thì cái việc hình thành nên cơn đau nó cũng sẽ được giảm đi. Và nếu các bạn kết hợp giữa vitamin E và vitamin C thì quá trình giảm đau nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Vitamin cuối cùng tôi muốn nhắc đến với các bạn đó chính là vitamin D. Vitamin D thì chúng ta thường biết đến với vai trò là gì ạ? Nó làm tăng cường hấp thu canxi này, cũng như là làm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Và chú ý một điều rằng là vì nó có khả năng làm tăng cường miễn dịch cho cơ thể, do đó là nó cũng có tác dụng làm giảm đi các trường hợp viêm nhiễm. Và khi cái tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta không diễn ra thì cái quá trình đau nó cũng sẽ được giảm đi. Đó chính là cái cơ chế giúp giảm đau của vitamin D.
Như vậy là hôm nay tôi đã chia sẻ với mọi người về 6 loại vitamin có thể giúp chúng ta giảm đau. Tất nhiên là nó sẽ không giảm đau hoàn toàn được. Nếu đau mạnh các bạn vẫn phải phối hợp với các thuốc giảm đau khác. Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp giữa các loại vitamin này với thuốc giảm đau thì hiệu quả giảm đau sẽ tăng lên rất là nhiều. Thậm chí là chúng ta có thể giảm được cái liều dùng và số lần sử dụng đối với các thuốc giảm đau kèm theo. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại chúng tôi một lượt like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!